Chào mọi người nha. Tiếp tục em còn một con Chinewa đây. Này Chinewa nha mọi người. Cái này chụp giật nó, mình cắt máy nó cả. Thì con này nó có cái lưỡi, còn cái lưỡi này nó mới kiểu 99% luôn mọi người, thấy dày. Lưỡi ba tấc. Lưỡi ba tấc luôn. Lưỡi nó dày lắm. Mấy cái lưỡi này mua khó ít có lắm nha mọi người. Lưỡi bãi này nó chất lượng nó tốt. Này Chinewa. Ha, cái nòng này vệ sinh ra rồi quá đẹp. Này nó bẩn đó nha, em chưa có vệ sinh gì hết đó. Đó, máy em thấy cơ bản đủ đồ rồi nha mọi người. Tùm lum mã số từ lưa. Rồi, con đây là cái con 7.5 này. Này Chinewa 7.5. Này Chinewa 7.5. Này kéo hơi. Hơi em thấy còn căng nha, hơi còn căng, em thấy còn căng. Cái điều nó không có căng như kiểu như mình thấy nó ấy mà. Nhưng mà điều đó em vẫn còn thấy hơi nha, hơi nó còn căng. Thì bán bù nha mọi người, bán đại thôi. Con này em để cho mọi người 1 triệu luôn đi ha, 1 triệu luôn nha. Nó về tự xử nha mọi người, em không có bao gì hết nha. Đấy, nó đủ đồ. Thì em không có bao sống, bao chết, bao gì hết nha mọi người. Đó. Rồi, một con này 1 triệu nha mọi người nha. Đó. Có cái lưỡi này là mấy trăm ngàn đó. 200-300 ngàn một lưỡi mà không có mua đâu. Rồi, chào mọi người. Nhắc lại là em không có ship thu hồi nha. Mua đều thanh toán tiền hàng em mới gửi hàng nha mọi người nha. 1 triệu con này nha.